có gì mới. Phong đã nói ra trong mấy ngày qua rồi, chứ không phải là mới nói đây. Nhưng mà nó có một cái điểm khá đặc biệt, hôm nay Phong phải tiếp tục. Ok, các bạn, ở trên cái trang Người Lao Động ngày hôm nay, tận thu sách giáo khoa. Và trong đây, cái tờ báo này đăng lại cho các bạn thấy tiểu học dùng tới 25 cuốn sách. Rồi trong đó, người ta phỏng vấn một bà phụ huynh. Ngày xưa mua bộ sách 70.000, bây giờ đó lên tới 345.000 đồng cho tiền học của một đứa con đó các bạn. Và bị ép mua nè. Tức là tờ Người Lao Động đã đăng một số những cái thông tin liên quan tới cái bộ sách, những cái bộ sách giáo khoa trong cái ngành giáo dục. Và bên cạnh đó các bạn thấy tờ Giáo Dục Việt Nam ngày hôm nay mở cái cuộc tấn công thẳng vào ông Hồ Ngọc Đại về nhóm lợi ích đằng sau lưng cuộc tranh luận xung quanh giáo sư Hồ Ngọc Đại. Ok các bạn, ở trong cái bản tin này cho thấy là cái công ty in sách, cái công ty in sách này trong đó là cái công ty tư nhân. Ok các bạn, Phong đưa cho các bạn coi, đây là tin của tờ Giáo Dục Việt Nam nè. Nhóm lợi ích đằng sau cuộc tranh luận xung quanh giáo sư Hồ Ngọc Đại. Thì toàn bộ trong bài nói chuyện này thì cho thấy ở đằng sau cái công ty đó là công ty nào. Và cái công ty đó là một công ty tư nhân. Và công ty tư nhân này, một trong những người có cổ phần chính là ông giáo sư Hồ Ngọc Đại, người tuyên bố rằng là cái công nghệ giáo dục của ông ta sẽ tồn tại vĩnh viễn ở Việt Nam. Ok, thì các bạn thấy là tờ Giáo Dục Việt Nam đã vạch ra cho thấy rằng là cái tình trạng mà phụ huynh tại Việt Nam bị ép phải mua sách cho con, dù có học hay không học cũng phải mua. Mặc dù là trong mấy ngày hôm nay các bạn coi trên mạng xã hội đã có nhiều phụ huynh chấn vấn một số những thầy hiệu trưởng trong trường về cái việc mà ép con của họ phải học cái giáo trình của ông giáo sư Hồ Ngọc Đại này, rồi bắt họ phải mua sách của ông giáo sư Hồ Ngọc Đại này. Ok, thì các bạn nhìn thấy rõ là ông ta đang bảo vệ cái luận án của ông ta và cái nghiên cứu được xem là 40 năm trong mặt kép của ông ta. Để các bạn hiểu. Và đồng loạt ngày hôm qua, ngày hôm nay thì toàn bộ cái mảng báo chí trong Việt Nam, trừ tờ Giáo Dục Việt Nam ra, trừ tờ Giáo Dục Việt Nam, từ tờ Thanh Niên cho tới VN Express cho tới tờ Pháp Luật Tiền Phong vân vân, thì đều đăng những cái bài mà được xem là có lợi cho ông giáo sư Hồ Ngọc Đại. Và có nhiều tờ báo còn ra mặt là giải thích và đăng hết tất cả những cái gì cần thiết để bảo vệ cho ông này và cái cuốn sách của ông này. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam cũng đã lên tiếng khẳng định là cuốn sách này sẽ được thử nghiệm ở 43 tỉnh thành. Cho các bạn nhìn thấy điều gì các bạn? Có hai ý. Ý thứ nhất là giống như tôi đã nói với các bạn hôm trước, là đây là một trong những cái phần mở đầu của chiến dịch tẩy não, khi mà ông Hồ Ngọc Đại nói là sẽ tạo ra lịch sử mới và sẽ tạo ra một dân tộc Việt Nam mới. Các bạn hiểu chứ chữ dân tộc Việt Nam mới của ông ta muốn nói tới là cái gì không các bạn? Tức là cái thế hệ sau tẩy não hoàn toàn. Do đó ông ta mới mạnh miệng nói như vậy, là vì giống như tôi đã nói với các bạn là Bộ Chính trị và Ban Tuyên giáo bật đèn xanh ở phía sau cho ông này để có thể đẩy mạnh cái gọi là cái cải cách giáo dục công nghệ của ông này. Mục đích cuối cùng là bắt mấy đứa nhỏ phải học thuộc tất cả những cái gì mà họ muốn cho mấy đứa nhỏ học thôi. Còn những cái chuyện khác họ không muốn mấy đứa nhỏ biết tới. Và đây là một cái chương trình brainwash, tức là tẩy não con cái của quý vị, để mai này nó lớn lên nó chỉ đi theo cái suy nghĩ và cái gì nó học từ trong nhà trường từ bé tới lớn thôi, trở thành một cái định hướng từ trong tiềm thức của nó luôn. Đây mới là mục tiêu của Bộ Chính trị và Ban Tuyên giáo. Chính vì vậy mà hầu hết nhiều tờ báo đã lên tiếng binh vực cho ông này theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo. Và bên cạnh đó là các thầy cô ở trong trường, mặc dù trên cái văn bản nói rằng là tình nguyện, tức là phụ huynh nào muốn tình nguyện cho con cái vô học cái chương trình giáo dục này thì có quyền chọn lựa. Nhưng mà trên thực tế thì sẽ không có chọn lựa.
Tại vì tất cả các thầy hiệu trưởng sẽ có những cái gặp gỡ riêng với phụ huynh và sẽ cảnh cáo là nếu như ai không tình nguyện vô chương trình này thì con cái họ ở trường sẽ có những vấn đề mà họ không chịu trách nhiệm. Tức là nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm. Tức là một cái hình thức cảnh cáo rằng là nếu như con anh không ký vô cho con anh học cái chương trình mới này thì mai này trong trường đì nó anh ráng chịu. Thì có cha mẹ nào không thương con đành phải ký cho học theo cái phương pháp của ông này. Nói là tình nguyện nhưng thực ra là áp đặt và ép buộc từ nhà trường. Và lúc đó bộ chính trị nó nói, tôi đâu có ra cái chỉ thị ép buộc đó đâu. Cái này tự nhé, các nhà trường tự làm mà. Các bạn, ở Việt Nam luôn có hai cái công văn cho một sự kiện. Một công văn bằng văn bản thì nhìn rất là đẹp. Còn một cái công văn bằng miệng thì không có bằng chứng gì cả. Và cái công văn bằng miệng này nó mới là công văn thật sự. Tức là khi có lệnh miệng xuống, không có giấy tờ, không có văn bản gì hết đó, là mọi người phải làm theo. Và nếu bị phát hiện hay là bị moi lên báo chí hay là bị người dân đặt vấn đề đó thì là Bộ Giáo dục phủi tay. Chúng tôi không hề có cái công văn nào yêu cầu nhà trường phải áp đặt học sinh học những cái này hết, là tự những nhà trường đó tự ý làm thôi. Nhưng mà về đó là về gọi là Bộ Giáo dục nói, nhưng mà về thực tế chính Bộ Giáo dục ép những hiệu trưởng nhà trường đó là phải cho con nít học cái chương trình này. Đây là cái cách ở trong Việt Nam và nó xảy ra hầu hết các trường học. Vậy thì tôi hỏi các bạn, giống như hôm trước tôi đã nhiều lần nói với các bạn rồi, các bạn cho con các bạn tới trường là vì cái gì? Vì muốn học biết chữ, vì muốn con có một tấm bằng cho có với thiên hạ, hay là muốn cho con có một cái tri thức một cách đứng đắn nghiêm túc đàng hoàng? Nếu như các bạn chỉ muốn có một tấm bằng, tức là một tấm giấy in cái bằng đó, thì các bạn có quyền cho con tới trường học và chịu tất cả những cái chi phí và phải đứng nhìn con mình bị dạy một cách lệch lạc như vậy. Tại vì các bạn cần cái tấm bằng đó cho con của mình. Mặc dù cái tấm bằng đó là vô giá trị. Ngay tại Việt Nam nó đã vô giá trị rồi chứ đừng nói tới qua nước khác. Tại vì bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Việt Nam có việc làm đâu. Và có ai thừa nhận cái bằng tốt nghiệp ở Việt Nam đâu. Có công ty nào thừa nhận cái bằng tốt nghiệp ở Việt Nam đâu. Muốn đi làm cho công ty nước ngoài thì phải ít nhất phải giới thiệu mình là tốt nghiệp từ nước ngoài. Thì người ta còn tin, nhưng mà nói tốt nghiệp ở Việt Nam là người ta hết tin rồi. Và những cái vị trí đó giống như hôm trước tôi nói là con ông cháu cha, quan hệ nó ngồi hết trơn rồi. Và nó mua những cái ghế đó hết trơn rồi. Không có cửa cho những sinh viên đại học có bằng đâu. Nếu các bạn cần tấm giấy đó cho con các bạn. Còn nếu như các bạn muốn con các bạn học một cách nghiêm túc, đúng theo tinh thần văn hóa của người Việt Nam và tạo cho nó cái tri thức đầy đủ cũng như là cái nhân cách con người, tốt nhất các bạn cho con cái ở nhà học nhưng mà tự mình dạy nó, hoặc là mướn thầy cô riêng về dạy nó theo đúng cái tinh thần mình muốn, nếu các bạn thật sự lo cho con cái. Còn bây giờ nếu mà không có, cứ nghĩ rằng là, ôi cái này là chính phủ bộ giáo dục người ta đưa ra rồi thì mình phải làm theo thôi. Nếu các bạn suy nghĩ theo chiều hướng này, chấp nhận những gì những kẻ cai trị ban phát ra cho các bạn thì hậu quả là các bạn là người lãnh chứ không phải là bộ chính trị lãnh hay là bộ giáo dục lãnh đâu. Tại vì con cái của các bạn mai này nó trưởng thành thành người là cái ý đồ tại sao cái giáo trình này được áp đặt vô bộ giáo dục và được thực hiện. Không phải vì bản thân của Hồ Ngọc Đại là con rể của Lê Duẩn mà Bộ Chính trị nể mặt đâu. Các bạn, không có chuyện đó đâu các bạn. Mà vì cái cuốn sách giáo khoa này của ông Hồ Ngọc Đại nó phù hợp với cái chủ trương của kẻ cai trị là tẩy não. Tẩy não hết tất cả con nít bằng cái phương pháp của họ. Để mai này nó lớn lên là nó theo một cái generation khác, một cái thế hệ khác. Nó không dính líu gì tới cái quá khứ ông bà tổ tiên của nó hết. Đó là nằm trong cái bước đầu tiên của chương trình tẩy não. Còn mục đích của chương trình tẩy não này là cái gì các bạn đã biết rồi. Lên lớp 1 thì các nó học đánh vần như vậy đó. Lên tới lớp 5, lớp 6 nó sẽ nhìn hình tượng để nói chuyện.
Và hình tượng đó là gì? Hình tượng của chữ tàu đó. Ok các bạn, nhưng mà tôi chưa nói đến vấn đề đó vì nó chưa xảy ra. Nhưng mà tôi biết chắc đây là ý tưởng của Bộ Chính trị. Và họ có chỉ đạo rất rõ ràng. Các bạn hỏi tôi bằng chứng nào là xóa bỏ dấu vết của miền Nam của Bộ Chính trị. Họ xóa để làm gì? Ok, bây giờ tôi giải thích cho các bạn. Tôi đã giải thích rồi, nhưng hôm nay tôi giải thích lại bằng chứng. Một lát nữa tôi sẽ chứng minh. Và tại sao họ lại muốn xóa bỏ dấu vết của cái văn hóa miền Nam? Là bởi vì tôi đã từng giải thích một lần. Cái văn hóa miền Nam có rất nhiều điều tốt mà họ muốn che đậy. Bởi vì chính những điều tốt đó, nó mới phản ảnh lại những cái điều xấu, những cái điều ác mà cái đảng cai trị đã từng làm trong quá khứ. Và dùng những cái lý do đó lật đổ những cái chế độ khác ở trong quá khứ. Nhưng mà bản chất của họ là xấu, là ác. Chính vì vậy họ không muốn ai nhắc tới quá khứ hết. Và không muốn ai nhắc tới quá khứ thì họ phải viết lại hết lịch sử. Họ viết lại hết ngôn ngữ. Họ làm theo kiểu của họ. Để không ai nhắc tới quá khứ. Tại khi quá khứ mà người ta tìm về, thì người ta tìm về cái tốt và cái xấu. Khi mà người ta phát hiện ra cái những cái chế độ trước đó, nó có những cái điều tốt, thì người ta biết cái lời tuyên truyền nó tầm bậy rồi. Và từ những cái lời tuyên truyền tầm bậy, người ta bắt đầu soi mói lại cái hành động của cái đảng cai trị trong quá khứ nó như thế nào. Thì tất cả mặt nạ nó lòi ra hết. Là những cái chuyện xấu xa trong quá khứ, những cái chuyện tàn ác nhất trong quá khứ của họ sẽ được bóc ra hết. Điều đó họ không muốn. Chính vì vậy mà họ muốn tẩy não cái thế hệ kế tiếp. Để họ, những cái thế hệ trẻ không muốn đào, họ không muốn những thế hệ trẻ đào bới lại quá khứ để tìm về nguồn gốc của mình. Đó là cái lý do chính mà phía Bộ Chính trị muốn. Là tại sao họ xóa bỏ đi cái văn hóa của miền Nam Việt Nam. Đó là ý đồ của họ. Đó là cách giải thích của tôi. Ok, và cái thứ hai mà lúc nãy tôi nói đó là cái đầu tiên hết là họ muốn xóa bỏ cái ý tưởng chính trị ra. Họ muốn xóa bỏ tất cả những cái quá khứ. Họ không muốn ai đào bới tới cái quá khứ cũ hết. Tại vì cái quá khứ đó, tội ác của ông cha họ rất là nhiều. Bản thân họ rất là nhiều. Họ không muốn đào bới. Và cách duy nhất mà hay nhất mà không muốn người ta đào bới thì phải lật hết cái cũ lại và làm ra cái mới. Để người ta khi nhìn từ cái mới trở đi, người ta không nhìn lại cái cũ nữa. Đó là mục đích. Và điều thứ hai mà lúc nãy tôi nói là tôi chứng minh đó. Các bạn nhìn đi, 700 tờ báo nha, 700 tờ báo, chưa kể báo mạng nha, đầy đủ hết á, cả ngàn cơ quan truyền thông của cái đảng cai trị kiểm soát á. Các bạn kiếm giùm tôi chữ Tòa Bạch Ốc. Các bạn kiếm giùm tôi chữ Hàng Không Mẫu Hàm. Coi có không các bạn? Không hề có. Tại vì những cái chữ này xuất thân ở miền Nam Việt Nam. Đó là bằng chứng tốt nhất cho các bạn nhìn thấy là những kẻ cai trị không muốn sử dụng cái văn hóa miền Nam nữa. Dù đó chỉ là ngôn ngữ. Dù đó chỉ là ngôn ngữ. Họ xóa bỏ hết những cái chữ miền Nam. Đó các bạn thấy ở trong cái cuốn sách mà tập đọc tiếng Việt không? Con heo. Chúng ta biết nó là con heo. Cùng lắm người Bắc khác chữ là con lợn. Thì người ta còn hiểu. Hay là nói theo cái ngôn ngữ mà của mấy ông mà gọi là gì, coi bói coi toán đó, theo cái kiểu mà tí sủ dần mèo thành tiền chỉ hợi đó, thì người ta biết nó là con heo. Dân miền Nam làm sao biết con ỉ là con nào? Mà bây giờ nó bắt dân miền Nam phải đọc con đó là con ỉ. Các bạn thấy chưa? Đây là một trong những điều tôi muốn chứng minh cho các bạn thấy là họ không muốn sử dụng bất cứ một cái gì ngôn ngữ văn hóa của miền Nam hết. Thậm chí trên các bản tin, cái hôm trước mà các bạn có nói tôi cái vụ mà cái cô Á hậu Thư Dung gì bị bắt vì cái tội mà bán dâm 25.000 đô la đó. Các bạn đọc cái tựa các bạn rùng mình không? Gái bán dâm Sài Gòn bị bắt phá đường dây gái bán dâm Sài Gòn. Và ở dưới là công an thì là công an thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thấy chưa? Tức là cái gì xấu xa nó đẩy cho Sài Gòn. Còn cái gì tốt thì nó giữ cho thành phố Hồ Chí Minh. Công an thì công an thành phố Hồ Chí Minh. Mà gái bán dâm thì gái bán dâm Sài Gòn. Đủ cho các bạn hiểu cái ý đồ của Bộ Chính trị và Ban Tuyên giáo.
Họ muốn xóa bỏ tất cả những cái dấu vết gì liên quan tới miền Nam ngày xưa. Ok, đó là cái ý đồ thứ nhất, tại sao mà cái sự kiện của Hồ Ngọc Đại được làm rầm rộ trên báo mấy ngày qua. Và bây giờ báo chí bắt đầu nhảy vào làm nhiều hơn. Mục đích của họ là cái gì các bạn? Thứ nhất, đúng là lúc nãy tôi nói là biến cái câu chuyện của Hồ Ngọc Đại thành sự thật và không ai có thể thay đổi được nữa. Và thứ hai, các bạn, càng làm nổ vụ này lớn, càng làm nổ lớn vụ Thư Dung gái bán dâm, càng làm nổ vụ Mai Phương bị ung thư, thì người dân sẽ nhìn tới những sự kiện này, người ta quên mất tiêu là cái dự luật đặc khu sắp sửa đưa ra trở lại. Mà cái dự luật đặc khu đó cả nước đều chống, ở hải ngoại cho tới trong nước không ai thích đặc khu cả. Vấn đề không phải người ta không thích đặc khu, mà người ta biết rõ đặc khu đó là Trung Quốc vào thôi, không có một cái quốc gia nào khác vào cả. Vì vậy mà tất cả người dân Việt Nam chống đặc khu, nhưng những kẻ cai trị thì muốn thông qua cái luật đặc khu. Chính vì vậy mà họ muốn hướng dư luận về cái hướng này, và không ai chú ý tới cái luật đặc khu sắp sửa được đưa lại lại cuối năm. Miệng thì họ nói sẽ dời nữa vào năm tới, nhưng mà chưa biết, chưa thấy công văn chính thức. Có các bạn thấy công văn nào chính thức nói rằng là cái dự luật đặc khu sẽ được dời vào tháng 6 năm tới không? Không hề có. Vậy thì những cái tung hỏa mù đó ra để cuối cùng vào cái họp quốc hội cuối năm này nè, là họ sẽ đưa ra cái dự luật đặc khu và họ sẽ thông qua một cách bất ngờ. Tức là gạo nấu thành cơm rồi. Không ai đỡ được nữa. Đó là cách làm việc, một cách lấu cá vặt của những kẻ cai trị đó các bạn. Đẩy dư luận về một hướng, rồi bên đây âm thầm thông qua một cái luật khác. Cái cách làm việc gọi là lấu cá vặt đó, nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Rồi có những cái mà người ta công chúng người ta phản ứng quá, lúc đó mới lật đật bỏ. Các bạn còn nhớ cách đây mấy mấy năm không? Là cứ âm thầm thông qua cái luật là buộc các nghệ sĩ phải có thẻ hành nghề. Mà muốn có thẻ hành nghề phải đi thi. Các bạn, nghề nước nào cũng vậy hết, nghề nào cũng phải thi cả. Nhưng mà cái ngành này, cái ngành sân khấu á, nó có cái đặc thù riêng của nó. Bây giờ mà già cỡ như Lệ Thủy, cỡ như Minh Dương hay cỡ như là mấy ông già nhạc sĩ ngày xưa bây giờ biểu họ đi thi, các bạn nghĩ sao vậy? Khi mà cái luật đó được đưa ra một cái, cả giới phản nghệ sĩ phản ứng tùm lum ta la hết, thì nó bỏ. Ok, thì kỳ này cái luật đặc khu cũng vậy thôi. Các bạn tập trung vô Hồ Ngọc Đại, các bạn tập trung vô Bùi Hiền, các bạn tập trung vô Thư Dung, các bạn tập trung vô Cao Vi, thì tự nhiên tuần tới đồng loạt báo chí đăng hết là với sự ủng hộ một tuyệt đối 100% của Quốc hội và 90 triệu dân, dự luật đặc khu đã được thông qua. Các bạn thấy chưa? Đây là cái thâm ý của những kẻ đang cai trị các bạn. Cái mục đích chính của họ là hướng dư luận qua một cái ngã khác. Tại vì sắp sửa có nhiều cái sắp sửa diễn biến xảy ra, nhất là cái tình hình Biển Đông. Các bạn có nhìn thấy là họ có đăng tin gì về Trung Quốc đã có máy bay gì ở Biển Đông chưa? Sáng nay tôi có loan cho các bạn đó, Việt Nam có đăng không? Họ chế tạo máy bay để bay trên mặt biển ở Biển Đông đó. Họ bắt đầu gia tăng cái mảng quân sự của họ tại Biển Đông. Và những cái tin mà tôi đưa cho các bạn thấy là tàu Anh Quốc áp sát Hoàng Sa. Rồi á, Philippines bắt đầu đưa quân đội của họ tới khu vực ở quần đảo Hoàng Sa luôn, ngày hôm nay luôn. Rồi Hoa Kỳ, Nhật Bản tập trận ở Biển Đông. Những cái tin ráo riết đó các bạn không thấy đâu hết. Những cái tin nó ảnh hưởng tới chủ quyền lãnh hải, cái gọi là cái quyền thiêng liêng ở trong đó, gọi là gì? Cái quyền thiêng liêng đó, chủ quyền đó, mà không ai đưa tin gì hết. Tại vì họ không dám đưa tin, tại vì đưa tin ra rồi á là đội quần, đâu có dám đăng. Đăng ra xong cái người ta nói ủa vậy còn quân đội nhân dân Việt Nam đâu, tại sao các nước người ta ùn ùn người ta tới Biển Đông người ta làm tùm lum hết mà quân đội nhân dân Việt Nam trốn ở chỗ nào? Mắc cỡ thấy mẹ, làm sao dám đăng?
Cho nên á là siêu báo chí lại hết, đừng có đăng mấy cái tin liên can tới Biển Đông nữa. Một mặt á thì đẩy dư luận qua những cái tin lẩm ca lẩm cẩm này. Các bạn thấy chưa? Rồi cái dự luật đặc khu cũng vậy. Tất cả những cái này họ có tính toán của họ. Họ muốn hướng dư luận các bạn tập trung vào những cái chuyện ba sàm ba lú này để họ làm chuyện của họ. Và cuối cùng thì gạo nấu thành cơm. Lúc mà các bạn biết ra đó thì hỡi ơi rồi. Đó, giống như là cái gì? Cái cải cách giáo dục đó. Các bạn nghĩ sao mà nó nói từ năm 1978 mà các bạn tin. Lúc đó tôi còn đi học nè. Tôi còn ở Việt Nam nè. Làm khỉ gì có cái sách đó là được áp dụng mà nghiên cứu và đã áp dụng một số trường từ năm 1978. Nó nói láo như vậy mà các bạn cũng tin được. Tôi là người có mặt ở Việt Nam thời điểm đó nè. Làm gì có cái sách giáo dục kiểu đó. Rồi bây giờ đó, từ nói là lúc đầu các bạn biết không? Nghiên cứu từ năm 1978. Rồi bây giờ lên mặt báo chí người ta bàn qua tán lại, cái bây giờ thành là đã được thực hành từ năm 1978 rồi. Nói vậy mà các bạn cũng tin hả? Tức là sao? Nó đưa cái thông tin cái kiểu đó đó, rồi cái xào qua nấu lại hơi á, là cứ ai cũng nghĩ là cái này là đã được thực nghiệm từ năm 1978. Trong khi tôi là người có mặt ở Việt Nam thời điểm đó nè. Làm gì có? Nó nói láo. Vậy mà các bạn cũng tin. Báo chí đăng hết luôn. Bây giờ báo chí đăng là thành là thực nghiệm từ năm 1978 chứ không phải là bắt đầu nghiên cứu từ năm 1978. Mà tôi biết chắc thời điểm đó cũng không có nghiên cứu gì luôn. Toàn bộ là nói láo hết. Còn các bạn tin thì các bạn tin. Đây là thực tế. Và mục đích của họ là cái gì? Mục đích của họ chỉ là muốn hướng dư luận các bạn về phía khác thôi. Và đừng chú ý tới những cái chuyện họ đang muốn làm. Và họ không muốn ai nhắc tới. Chuyện họ đang muốn làm là thông qua cái dự luật đặc khu. Và không muốn ai nhắc tới là cái tình hình trên Biển Đông. Tại vì nhắc tới thấy quân đội Philippines, quân đội Úc, rồi Hàn Quốc, rồi Nhật Bản, rồi Đài Loan. Nước nào cũng có hết mà tại sao Việt Nam đâu mất tiêu rồi? Quân đội nhân dân Việt Nam, hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng ở chốn nào? Nhắc tới là đội quân. Tại vì sao? Dám hó hé, Trung Quốc nó gõ cho một cái là bây giờ ăn mạnh với nó hết rồi, ăn chia chác với nó hết rồi, làm sao mà dám lên tiếng chống lại nó? Các bạn bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, suy nghĩ cho thật kỹ. Giống như tôi đã nói, đối chiếu, so sánh, phân tích để các bạn thấy rõ cái cục diện nó đi về đâu, tại sao có những chuyện này. Và xã hội xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì? Tại sao có nhiều nhiễu thông tin như vậy? Để các bạn có thể bình tĩnh, phân tích, đối chiếu, so sánh và nhìn rõ được nó đang là cái gì? Để định hướng cho bản thân của mình. Tự chọn cho mình cái câu trả lời, tự chọn cho mình cái nhận định riêng. Đó là cái mong muốn của tôi, để các bạn hiểu rõ vấn đề hơn. Ok các bạn, đó là câu chuyện ngày hôm nay. Mong rằng cái câu chuyện này các bạn nghe sẽ hiểu. Và từ đó các bạn đối chiếu, so sánh, phân tích để có cái quyết định riêng cho cuộc đời của mình. Đó là mục đích của tôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên, ngày mai 11 tháng 9, tôi có cái phim phóng sự 45 phút nói về cái sự thay đổi của Hoa Kỳ kể từ cái cuộc khủng bố năm 2001, tháng 9 năm 2001, gọi là 911 đó. Để các bạn nghe và xem và hiểu ít nhất một phần nào những gì đang xảy ra tại nước Mỹ và trên thế giới sau 15 năm.